trong Xuất Egypt Tô Ký đoạn 5 từ câu 1 đến câu 23 câu. Chúng ta sẽ nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh này để chúng ta xem được Chúa dạy dỗ điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh này. Em mời cháu Tiến sẽ đọc Xuất Kinh Thánh ra. Xuất Egypt Tô Ký đoạn 5, sáng là đến Xuất đoạn 5 từ câu 1 đến hết câu 23. Đoạn 5 từ câu 1 đến câu 23. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pha-rôn rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Hãy cho dân ta đi, nằm ở dưới một bể cho ta tài phẩm. Nhưng Pha-rôn đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà chẳng phải phân loài người để cho dân Israel đi? Chấm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã đến cùng chúng tôi, xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng. Cách chừng ba ngày rồi đặt dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài khiến bình dịch thay vì gươm dao hàng chúng tôi chăng? Vua xứ Ê-díp-tô phán rằng: Hỡi Mô-sê và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi. Pharaon lại đáp rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi hãy làm chúng nó phải nghỉ việc. Trong ngày đó, Pharaon truyền lệnh cho các đốc địch và phá viên rằng: Các ngươi đừng phát cơm cho dân sự làm gần như lúc trước nữa, chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ bị nhát. Lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: Hè, đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời của chúng ta, hãy gánh công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mất công việc, chẳng siêu về lời giả dối nữa. Các đốc địch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng: Pharaoh có phán như vậy, ta chẳng cho các ngươi rơm nữa, hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi, xong chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào. Bây giờ dân chúng bèn đi rẫy khắp xứ Ê-díp-tô đặng góp cốp giả thế cho rơm. Các đốc địch lại hỏi rằng: Hãy làm cho xong phần việc các ngươi y như số định, ngày nào cho rồi ngày ấy, cũng như khi có phát rơm. Những phái viên trong vòng dân Israel và các đốc địch của Pharaoh đã lập lên trên dân đó bị đánh và quả trách: Sao hôm qua và ngày nay các ngươi chẳng làm xong thuận định về việc mình đã làm gạch y như trước? Các phái viên của dân Israel bèn đến kêu cùng Pharaoh rằng: Sao bệ hạ đấy để tôi tới như vậy? Người ta chẳng phát lên cho, lại cứ biểu chúng tôi là hãy làm ẩn đi. Ngày tôi tố của bệ hạ đây bị đòn, lỗi tại dân của bệ hạ. Nhưng vua đáp rằng: Các ngươi là đồ bí nhát, đồ bí nhát. Bởi cớ đó lên nói với nhau rằng: Hè, đi tế Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát lên cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch đó cho đủ. Vậy các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối, vì người ta có nói cùng mình rằng: Các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình, ngày nào rồi ngày ấy. Khi lui ra khỏi Pharaoh thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó, bèn nói rằng: Hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaoh và quần thần, mà trao thanh gươm và tay họ đang giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai người. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Lạy Chúa, sao Chúa làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ít kiến Pha-ôn đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng cứu dân của Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Ông bà anh chị chúng ta hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện.
Chúng con tạ ơn Chúa, Ngài là đấng hằng thương xót chúng con, Ngài là đấng biết hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời toàn tại, toàn tri, toàn năng, chẳng có điều gì giấu kín được ở trước mặt Ngài. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con đến với lời, chúng con cũng thật là run sợ vì chúng con không biết phải nói thế nào. Nhưng chúng con tin rằng Chúa là đấng biết hết mọi sự, và Chúa là đấng sẽ mở những cái điều bí ẩn ở trong lời của Ngài, để rồi lời của Ngài sẽ đi vào trong tấm lòng, trong hồn linh cốt tủy của chúng con, để làm thức ăn thuộc linh nuôi dưỡng chúng con trong những ngày sau rốt này, để rồi Chúa thức tỉnh chúng con, Chúa bẻ cách sửa trị chúng con mãi không thôi, để chúng con được làm con cái của Ngài và được dự phần là trong sự thánh khiết Ngài, cũng như được dự phần là trong vương quốc của Ngài, để rồi chúng con không bị hư mất, không bị án làm một với người thế gian. Chúng con cảm tạ Chúa, nguyện trên Chúa sức dầu trên lời của Ngài, sức dầu cho tôi tớ của Ngài là chính bản thân con, để rồi chúng con nói ra lẽ cao trọng lời của Chúa, vì lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh của Ngài. Xin Chúa ban ơn chúc phước chúng con trong thời giờ này. Xin Ngài sức dầu cho người nói cũng như người nghe, sức dầu cho lỗ tai, tấm lòng của chúng con, để lỗ tai chúng con được mở ra, tấm lòng chúng con mềm mại, để chúng con tiếp nhận lời của Ngài, là lời sẽ trồng ở trong lòng của chúng con, để cứu được linh hồn của chúng con. Để rồi chúng con ra đi, chúng con sẽ làm theo lời, không phải lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con sau khi được nghe lời, và chính lời sẽ rửa sạch tấm lòng tâm trí chúng con, để chúng con được thánh khiết trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con dâng sự vinh hiển cho Ngài, và chúng con hiệp ý trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thế thì chúng ta đọc ở trong cái phân đoạn kinh thánh này, thì chắc là đây có người nào chưa đọc cái phân đoạn kinh thánh này chưa? Ở đây có người nào không đọc không? Giờ chúng ta đọc hết rồi đúng không? Thế ở đây Chúa dạy dỗ chúng ta điều gì? Có 3 vấn đề là tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Tức là có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là khi mà Đức Chúa Trời sai Môi-se và A-rôn để tâu cùng Pharaoh ấy, thì Chúa có nói với lại Môi-se và A-rôn rằng Pharaoh có nghe cái điều mà Môi-se và A-rôn nói không? Tức là Pharaoh nó có thực hiện theo cái lời đề nghị của Môi-se, theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Nó không thực hiện đâu. Chúa nói rõ, Chúa nói rõ là coi như là nó sẽ không nghe và nó sẽ cứng lòng, nó sẽ không cho dân ta đi. Và đến cuối cùng rồi Chúa sẽ giáng 10 cái tai họa. Đến cái tai họa cuối cùng là gì? Con đầu lòng này, các súc vật đầu lòng nó chết, rồi bắt đầu nó mới cho dân Israel đi. Thế thì chúng ta biết cái điều này là Đức Chúa Trời là đấng biết hết mọi sự, đúng không ạ? Chúa là đấng toàn tri. Nhưng mà tại sao lại Chúa lại bảo Môi-se và A-rôn đến để nói với lại Pharaoh? Và Chúa biết rõ rằng nó sẽ cứng lòng, nó sẽ không cho dân ta đi. Và quả thật là như thế. Tại sao là vậy? Tại vì cái thời kỳ, cái kỳ mà Chúa giải cứu dân của Ngài đã đến, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là khi Môi-se và A-rôn đến nói với Pharaoh thì Pharaoh có giảm cái công việc hay là tăng cái sức ép đối với dân Israel? Tăng thêm sức ép đúng không ạ? Cái số gạch thì vẫn nguyên nhưng mà gì, không cấp rơm cho, để rồi gì lại còn phải bận rộn thêm để đi kiếm rơm về, xong lại làm đủ cái số đó. Thế tại sao Chúa lại làm cái điều này? Tại sao mà Chúa lại khiến Pharaoh làm cái điều này? Chúng ta có bao giờ đặt cái câu hỏi tại sao Chúa biết mà Chúa lại làm cái điều này? Đấy, như cái câu 22 thì coi như chúng ta thấy là cái chính Môi-se và A-rôn cũng không biết mà nói như thế này. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ý kiến Pharaoh đặng nhân danh Chúa mà nói thì ngược lại, người ngược đãi dân này,
và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Chính Môi-se cũng không biết quy định của Chúa là gì. Thế chúng ta có khi nào suy nghĩ cái điều này không? Thế bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ ví dụ như là vợ chồng Bin ở một cái chỗ mà làm việc ổn định, lương cao, ông chủ thương, thì có muốn đi ra một cái chỗ khác không? Thế làm cách nào mà phải bứng ra khỏi cái công việc đó? Nó phải giở chứng một cái gì đó, Chúa phải cho nó có một cái nan đề gì đó, đúng không ạ? Và coi người chủ phải gì? Phải coi như là gây sức ép để gì? Rồi bắt đầu gì? Bực tức mà đi ra. Thế thì chính coi như là dân Israel, Chúa biết là gì? Họ đã cư ngụ ở trong xứ Egypto biết bao nhiêu năm chúng ta biết không? 430 năm. Đúng không? Tức là coi như là nếu như mà bình quân mỗi một thế hệ là khoảng 40 tuổi đi, bình quân mỗi thế hệ 40 tuổi, như vậy là tới 100 thế hệ rồi. À 10 thế hệ rồi. 10 thế hệ đúng không? 10 đời. 10 đời mà cứ cư ngụ ở một cái vùng đấy thì chúng ta thấy làm sao? Mình căng thầy chó. Thế là cái vùng quê của mình ấy, bây giờ là chúng ta dù là đi vào đây làm ăn thì coi như là làm sao, vì quê nó khó khăn quá chúng ta mới vào đây, như cô Tám là khó khăn quá ở quê mới vào đây, đúng không ạ? Vì một vấn đề gì đó ở quê mà chúng ta không thể sống được, chúng ta mới vào đây. Chứ còn nếu như mà ở quê mà cứ coi bà con anh em hòa thuận và làm ăn cứ phát đạt như vậy, chúng ta cũng muốn đi không? Mà tới 10 thế hệ chúng ta thấy là 430 năm, chúng ta thấy là rất là kinh khủng, quen hơi rồi đúng không? Coi như là không ai muốn thay đổi đâu. Cái con người của ta là khó thay đổi. Nhưng mà vì ý định của Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài đối với Abraham, Isaac và Jacob, thì Ngài thương thì Ngài cứu thì Ngài phải cho vào gì? Phải cho nó một cái hoàn nạn. Mà trước đó thì chúng ta đọc xuất Egypt từ ký đoạn 1 cho đến đoạn 3 thì chúng ta thấy làm sao? Pharaoh coi như là một cái Pharaoh được dấy lên đấy là không biết Joseph, không quen biết Joseph, cho nên là ông ta mới làm theo cái ý của ông ta và coi như là xóa đi mọi cái kỷ niệm và cái đóng góp của Joseph để rồi gì, bứng cái dân Israel đi, vì chú biết dân này đã cắm rễ ở đây rất là sâu rồi và không muốn từ bỏ, chú phải dùng cái áp lực này, đúng không ạ? Phải dùng cái áp lực này để gì, để tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời đó. Amen. Để tỏ ra quyền năng của Đức Chúa Trời và tỏ ra sự thương xót của Ngài, tỏ ra sự thành tín của Ngài. Ngài hứa là Ngài sẽ làm. Amen. Đấy, như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 đấy, thì chúng ta thấy là khi mà Abraham mà dâng của tế lễ đấy, Chúa nói là hãy dâng coi như là các của tế lễ này, chim này, bồ câu này, dê này, chiên này, đó, sẽ là làm đôi, còn chim bồ câu thì để nguyên. Thế thì bắt đầu là ban đêm rồi, bắt đầu là gì? Ban chiều thì coi như là các loài chim ăn thịt nó xa xuống thì sao? Abraham đuổi các loài chim mới đi. Và đến chiều tối thì Abraham sao? Chú khiến cho Abraham ngủ mê. Rồi chú phán với Abraham này: dòng dõi ngươi sẽ đến cư ngụ ở một xứ, đúng không ạ? 400 năm, trong vòng 400 năm. Rồi sau đó gì? Ta sẽ làm cho cái dân đó tội lỗi rồi gì? Đuổi để bứng các ngươi ra và ta sẽ rút các ngươi ra. Tại vì cái tội lỗi của dân Canaan là cái xứ mà ông Abraham lúc đang dâng tế lễ ở cái đó chưa đầy trọn, ta phải làm cho nó coi như là nó đầy trọn rồi sau bắt đầu ta mới rút các ngươi ra để diệt cái dân này, giao cái đất này cho dòng dõi của các ngươi. Thì đây Chúa làm cái điều này là vì sự thành tín của Ngài, mà Chúa đã nói trước là dân ngươi sẽ cư ngụ ở trong một cái đất là bao nhiêu? 400 năm. Chúa là đứng toàn tri, đúng không? Chú là đấng toàn năng, chú là đấng thành tín, chú hứa, chú làm. Chúng ta thấy thì qua cái câu chuyện này, chú thực hiện cái công việc của Ngài hứa. Ngài hứa là Ngài làm. Để chúng ta có tin rằng chú hứa cho chúng ta cái sự sống đời đời là có không? Đấy. Thế thì tại làm sao mà chú lại phải dấy lên một cái Pharaoh không biết Joseph để rồi gì? Để rồi họ hà hiếp dân của Ngài. Và khi họ cực khổ rồi, họ kêu cầu đến Chúa. Và Chúa đến, Chúa giải cứu, sai người đến giải cứu là Môi-se và A-rôn. Thế nhưng mà dân sự có nghe không? Hai người đòi làm gì? Ném đá.
Rồi nói là sao? Tại sao mà coi như là đây này, chúng ta nghe họ trách, nghe dân Israel trách, trách coi như là trách hai người, trách hai người ghê lắm. Chúng ta thấy cái lời quả trách. Đây, ta sẽ xem coi như là họ trách coi như là họ muốn phục vụ cái dân Ai Cập, dân Ai Cập. Đấy. Câu 21 đúng không? Khi lui ra khỏi Pharaoh thì họ gặp Môi-se và A-rôn tại đó. Bèn nói với hai người rằng này, hai người đã làm cho chúng tôi làm gì? Mùi hôi hám trước mặt Pharaoh và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đáng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai người. Thấy không? Khi mà họ không tuân theo cái ý định của Đức Giê-hô-va và coi như là họ không hiểu biết hai người A-rôn và Môi-se chỉ là gì? Là người, là công cụ thôi để truyền lại lệnh của Đức Giê-hô-va. Thế mà họ lại trách luôn cả hai người này. Chủ đúng không? Và họ nói là gì? Hai người đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaoh và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đã giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai người. Thấy không? Muốn Chúa, ý định của Chúa là muốn giải cứu họ ra khỏi cái xứ Ai Cập, là cái xứ nhà nô lệ. Ngày hôm nay Chúa sai các tôi tớ của Ngài để coi như là giải cứu dân sự của Ngài ra khỏi cái ách nô lệ tôi mọi của thế gian, của tội lỗi, của xác thịt. Thì dân sự có nghe, có giống như dân Israel giống lắm á. Đúng. Tại vì coi như là ở trong cái xứ ấy, nó đượm sữa và mật. Cái xứ Gosen chúng ta đọc ở trong cái dân mà coi như là khi mà gia đình Jacob đến ở cái xứ Ai Cập, là cái xứ Gosen này là cái xứ tốt nhất, đúng không ạ? Nuôi coi như là súc vật, bò chiên phát triển rất là mạnh. Khi mà chúng ta xem coi như là ở trong Sáng Thế Ký chương 43 cho đến 45 á, Chúa sai Joseph đến trước, sau rồi có đến cái sự đói kém, rồi bắt đầu là gì? Jacob mới sai các con mình đến xứ Ai Cập để mà mua lương thực đó. Chúa phải làm những cái biến cố đó để đưa, dẫn đưa dân Israel từ ở cái xứ Canaan, tức là gia đình Jacob Israel, về xứ Ai Cập này, đúng không? Phải trú ngụ ở đấy 400 năm. Rồi sau bắt đầu là khi mà tội lỗi của dân Canaan đầy trọn rồi, nhưng mà điều Chúa hứa ở trong Sáng Thế Ký 15 đối với Abraham thì Chúa lại bắt đầu thì lôi dân Israel ra. Thế thì cái đây là công việc của Đức Chúa Trời, đúng không? Kế hoạch của Ngài, và Ngài đã định trước, Ngài biết trước. Đấng toàn tri, toàn tài, toàn năng, Ngài làm cái công việc đó. Thế nhưng mà dân Israel có hiểu được cái điều này không? Không hiểu được, đúng không? Không hiểu được, mà cũng không biết được công việc của Chúa. Cho nên này, trách người của Chúa và trách Chúa luôn. Khi mà dân Israel đi vào trong đồng vắng 40 năm ấy, thì coi như họ lầm bầm oán thán, bảo tại sao coi như rút chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập để rồi chúng tôi ở đây không có nước, cũng không có thức ăn, không có thịt, thôi cho chúng tôi về coi xứ Ai Cập đầy coi như là dưa hành củ kiệu, rồi ngồi bên nồi thịt thì sướng hơn, và thà chết ở đó cũng được. Họ luôn luôn muốn quay trở lại cái con đường cũ, muốn làm tôi mọi mà không muốn được làm dân của Chúa, là dân tự do và được sống đời đời. Họ không muốn. Ngày hôm nay con cái Chúa cũng thế, cứ muốn quay lại với thế gian, đúng không ạ? Khi mà tiếp xúc với thế gian, làm việc với thế gian thì thấy được có những cái mối lợi, đúng không ạ? Mà khi mà Chúa kêu gọi ra khỏi thì họ không muốn, và họ muốn quay trở lại y như thế gian. Dễ lắm, chúng ta dễ lắm, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái bài học mà Chúa cho thấy. Và cái điều mà thứ ba nữa là gì? Tại sao Pharaoh lại chất cái gánh nặng lên trên dân Israel? Để họ làm gì?
Cái này chúng ta sẽ xem nhá. Để họ bận bận rộn với công việc mà không bao giờ nghĩ đến thờ phượng Chúa nữa. Amen. Amen. Mệt mỏi rồi, buồn ngủ rồi, à, chán nản rồi. Thôi, thì làm công việc xong rồi tôi ngủ, ngủ khỏe khò cho nó xong. Bây giờ đi thờ phượng Chúa mệt quá, đâu còn nghĩ đến thờ phượng Chúa nữa đâu. Thế đây là cái thần linh Amalek, đúng không ạ? Chứ Amalek tức là bận rộn. Đấy, kẻ thù nó muốn như vậy, nó muốn con cái Chúa là bận rộn, là dốc hết sức lực vào công việc. Đấy rồi gì? Không thờ phượng Chúa, không ngợi khen Chúa. Đến khi thờ phượng Chúa thì coi như là sao? Mệt mỏi, muốn ngủ, đúng không ạ? Đấy, thấy không? À, thế thì vua Egypto, vua xứ Egypto nói này: sao hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy, hãy đi làm công việc mình đi. Rồi coi như là đây, nói sao đổ phiến nhé, đổ nó họ coi như là Pharaoh nói này: các ngươi là một dân biếng nhác, một dân biếng nhác, một dân biếng nhác, nghe chửi như thế, đúng không ạ? Và coi như là thực tế thì những người mà thích ham công việc mà nhìn thấy những người biếng nhác thì sao? Xin ăn nhắc làm, coi như là không thấy là bực bội, đúng không ạ? Không khó chịu lắm đấy. Chứ phải là không chơi. Người làm người chơi, người làm không hết mà cứ đi chơi. Thế thì để chúng ta thấy này, đây Pharaoh trách cứ dân Israel mà bị rồi trách những người phái viên ở trong vòng Israel, những người đốc dịch Pharaoh lập lên để coi sóc. Thế thì nói là sao? Các ngươi không làm xong cái phần việc đã định. Đấy. Rồi coi như là các ngươi là một dân biếng nhác. Đây, vua đáp rằng: các ngươi là đồ biếng nhác, đồ biếng nhác. Bởi cứ đó nên nói với nhau rằng: hè, đi tế Đức Giê-hô-va. Ôi. Thế thì để cho chúng ta thấy được rằng đó, cái dân thuộc về Chúa muốn đi thờ phượng Chúa và muốn Chúa muốn giải cứu ra thì làm sao? Kẻ thù luôn luôn làm sao? Muốn trói họ vào trong công việc, muốn họ bận rộn, không có thời gian đọc kinh thánh, không có thời gian thờ phượng, không có thời gian cầu nguyện, chẳng có thời gian suy gẫm. Thế thì để tỏ ra quyền năng của Chúa thì Chúa phải làm những cái điều này. Thế thì nếu như mà chúng ta thấy vào cái công việc mà Chúa làm như vậy thì theo như cái tính xác thịt của chúng ta có chấp nhận được không? Không chịu. Không chịu đâu. Đây có phải là ân điển của Chúa không? Để cứu chúng ta không? Amen. Bảo đây là một cái ách nặng cho chúng tôi, làm cho chúng tôi ra mùi hôi thối ở trước mặt Pharaoh. Sợ vua hơn sợ Chúa. Sợ vua hơn là sợ Chúa. Không tin Chúa mà lại tin cái con người. Sợ này, con người hơn sợ Chúa. Trả giá. Mà không muốn trả giá. Mà ý định của Chúa là tốt lành, đúng không ạ? Chúng ta đọc kinh thánh này, chúng ta thấy cái công việc này Chúa làm cho dân Israel như thế là tốt hay là xấu? Tốt, rất tốt. Kéo là để được sự sống đời đời, không sống hơn, để được tự do. Nhưng mà lại cứ lao đầu vào đó, lại cứ muốn sợ loài người, sợ thất nghiệp, sợ không có việc làm, sợ không có công việc làm, làm biếng, sợ người ta chê làm biếng, đúng không? Đúng. Ai cũng vậy. Ai cũng thế thôi. Đúng, không ai hơn giống nhau. Ví dụ như là tôi ở nhà trên kia, nhà giờ coi xây đàng hoàng ngon lành mà sao cứ phải xuống đây nóng ở trên thì mát nằm đắp chăn, chả bây giờ phải quạt, ít khi phải quạt, thế mà cứ phải xuống đây. Thế thì khi chúng ta theo ý riêng của mình thì sao? Cứ cho bão nó nổi lên, giống như Jonah đấy, chuyện Jonah. Khi mà chúng ta đi theo ý riêng thì sao? Bão nổi lên, tức là phải cái hoạn nạn đến đây nha, không được thường. Rồi như ở cục truyền luật lệ ký ở đoạn 30 đến 32 thì coi như là Chúa giống như chim ưng, coi như là sớt
xẻ ra coi như phải cho con nó tập bay, để tung con nó ra, xong bắt đầu nó rớt xuống nó tập bay rồi nó ấy, thì Chúa lại sớt cánh này đỡ nó lên. Amen. Như thế nó mới bay được. Bay được. Thế nếu không nó cứ ở trong cái tổ đấy nó không bay được. Đúng không ạ? Không bay được. Nó còn ngày hôm nay gai ở dưới cái ổ. Thứ nhất là nó làm cái tổ là nó để cái gai ở dưới, yeah. Xong bắt đầu nó lót những cái lớp lông rất là mềm này. Đến khi con lớn rồi thì bắt đầu nó lớp hết cái lông với lại những cái chất rơm rác mềm ấy, bắt đầu nằm xuống là đâm, là đâm lên là không ấy được, là phải đứng, bắt buộc phải nhảy ra. Đứng là phải nhảy, nhảy là phải bay, bay bắt đầu cũng không bay đâu mà coi như là nó phải cắp rồi thả xuống bay thả rớm máu gai nhọn. Thế thì chúng ta cũng vậy, muốn bay cao bay xa và muốn trưởng thành được thì phải thì có những cái điều này đấy. Mà hoàn nan đến này thì lại bảo là ôi sao Chúa ơi, Chúa không biết cái điều này sao? Tại sao Chúa lại làm cái điều này? Thì Chúa lại làm cho chúng tôi ra cái mùi hôi hám ở trước mặt Phao-rôn và các quần thần của Ngài. Mà không biết được cái ý định tốt lành của Chúa làm bằng. Thấy không? Đáng tập. Đấy, đúng như Chúa và Chúa tập cho chúng ta để ra khỏi cái nệm âm, cái chăn êm nệm ấm ở trong cái chỗ mà chúng ta quen. Coi như là dân Israel 400 năm ở trong đó thì chúng ta thấy là từ khi xuống Egypto là có 72 người thôi, đúng không? Cả gia đình coi như là Joseph nữa là coi như là 75 người. Nhưng mà coi như là đến khi ra thì chúng ta thấy là dân Israel là bao nhiêu? 603.000. 603.000 là chỉ có đàn ông thôi đấy, từ 20 tuổi sắp lên đấy, chứ không kể coi như từ 20 tuổi sắp xuống và phụ nữ đàn bà còn lên. Tức là nó khoảng gần 2 triệu. 2 triệu, 2 triệu người. Còn hơn 2 triệu người. Hơn 2 triệu người lúc nó đi ra. Chúng ta thấy không? Và cái số lượng đấy coi như nó phát triển từ lúc 75 người mà lên đến coi như là 2 triệu người, chúng ta thấy 400 năm chẳng. Và người ta quen cái cung cách làm ăn rồi. Ngày hôm nay chúng ta thấy là dân Israel là những người Do Thái ở các nước mà tán lạc đấy, là họ đi đến đâu chỗ nào là họ làm kinh tế là thịnh vượng cực kỳ, và họ cũng không muốn ra đâu, mà Chúa giấy cái dân IS lên ấy là để coi như là đánh giết, như ví dụ ở Pháp chẳng hạn, là để gì cũng bứng dân của Ngài về nơi cái đất Israel này. Amen. Theo như lời Ngài phán hứa là ta sẽ gom tất cả các nước người về cái đất của ta, rồi coi như là sự cuối cùng sẽ đến, Chúa sẽ làm để coi như là tất cả các nước nó sẽ yên đánh với Chúa. Đánh dân Israel, vì dân Israel là nó rất là giàu có. Đến nước nào là nó làm kinh tế ở nước đó, nó phát triển thì khi nó ra thì nó rút tiền nó về để nó xây dựng cái nước Israel này, và các nước coi như là sẽ trống rỗng, các nước sẽ là khó khăn rắm túi, và coi như là đây là một cái cớ để coi như là các nước nó sẽ đến đánh Israel. Đây là chương trình của Chúa mà dân Israel không có ra đâu. Bây giờ Chúa phải giấy cái kẻ thù nghịch lên để nó giết dân Do Thái. Cũng giống như cái thời năm 45 Hitler nó phải giấy lên để giết dân Do Thái, để dân Do Thái gì mới chán nản, mới trở về nước Israel, chứ không phải là dễ, không phải là dễ. Thế thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta quen cái thói quen của chúng ta rồi, đúng không ạ? Chúng ta muốn ở cái chỗ yên ấm, coi công việc ổn định, mọi cái thứ, chứ không phải là coi như là Chú bảo đi là đi đâu, không có đâu, khó lắm đấy, rất khó. Thế thì để cho chúng ta thấy, thế thì chúng ta học được cái bài học ở đây là gì? Chúng ta sẽ mở Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Chúng ta thấy Chúa tỏ ra quyền năng của Ngài và cái sự thành tín của Chúa. Đây là ý định tốt lành của Ngài. Chúng ta sẽ xem Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 4 và câu 5. Để chúng ta thấy là vừa rồi chúng ta cũng đã đọc ở trong Ngâm Châm Ngôn đoạn 3 đấy, là Chúa sửa phạt để biết ý định của Ngài là tốt lành, chứ không phải là xấu cho chúng ta. Đó là ân điển và là cái sự mà cứu chuộc chúng ta. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 4 và câu 5, để chúng ta thấy được quyền năng của Chúa rất là lớn, đúng không? Và ý định của Ngài là sao? Rất là tốt lành. Chứ đừng như là Châm Ngôn đoạn 19 câu 3, vì sự ngu dại của người nào làm hư hỏng đường lối mình,
và lòng người oán Đức Giê-hô-va, người ta oán một Chúa một cách vô cớ, đúng không? Và không hiểu biết thì cũng oán cả gì những người mà dẫn dắt dân Israel nữa, đúng không? Chúng ta sẽ đọc hai câu Kinh Thánh này, chúng ta cùng đọc. Trong 40 năm này áo giống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phủ lên. Vậy đã nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Đấy, thế thì Chúa sửa phạt là vì sao? Chúa yêu chúng ta, đúng không ạ? Chúa nhận chúng ta là con, cho nên Ngài sửa phạt như Hebrew đoạn 12 từ câu 4 đến câu 8, đúng không ạ? Tớ con chớ rẻ ngươi về sự xử phạt của Chúa như vừa rồi chúng ta đọc coi như là trong Châm Ngôn đoạn 3 đấy, đúng không? Vì cái ai mà Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho. Nếu mà chúng ta thoát khỏi được cái sự xử phạt mà Chúa cho ai nấy đều phải chịu thì chúng ta không phải là con thật mà là con ngoại tình. Mà con ngoại tình có được vào nước thiên đàng không? Không, đúng không? Thế thì khi chúng ta gặp hoàn nạn, khi chúng ta được Chúa sửa phạt thì chúng ta biết rằng chúng ta cảm tạ Chúa, đúng không? Chúng ta biết ơn. Đấy, vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Đó là điều mà Chúa dạy cho chúng ta qua cái bài học ngày hôm nay. Thì có mấy vấn đề. Cái thứ nhất là Chúa là đấng toàn tài toàn tri. Chúa có kế hoạch chương trình tốt đẹp cho dân của Ngài. Amen. Cái thứ hai là gì? Chúa phải dùng hoạn nạn để gì? Để bứng dân Ngài ra khỏi cái xứ Ai Cập. Chúa phải bứng ra. Chúa phải dùng coi như áp lực, đúng không ạ? Hoạn nạn để bứng ra, tại vì dân này cứng cổ, cứng lòng, đúng không ạ? Và họ ra rồi thì họ sao? Họ làm bỏng. Họ không muốn quay, không muốn đi theo Chúa dẫn dắt, nhưng mà chỉ muốn quay trở lại cái đường lối coi như là Ê-díp-tô, muốn quay trở lại, đúng không? Xác thịt, muốn quay trở lại đời sống xác thịt mà không muốn đi theo Chúa để được sự sống đời đời, không muốn thực hiện cái ý muốn tốt lành của Chúa. Và cái thứ ba là gì? Chúa cho kẻ thù nó dấy lên để làm gì? Để cho họ bám vào công việc, đúng không ạ? Bận rộn với công việc để rồi gì? Không thờ phượng Chúa, không đọc lời Chúa, không suy gẫm lời Chúa, cũng chẳng còn bao giờ coi như là cầu nguyện Chúa nữa, mà rồi cuối cùng là gì? Oán trách người của Chúa và oán trách Chúa. Đây là cái thứ ba, đúng không ạ? Còn cái thứ tư là để tỏ ra lòng thương xót và quyền năng của Ngài đối với dân sự, đúng không ạ? Và cái thứ năm là để thực hiện cái lời hứa là Chúa là thành tín đối với các tổ phụ của dân Israel, mà Chúa làm cái điều này. Đó là cái ích lợi và đó là cái sự thương xót của Chúa, đó là ân điển của Chúa, đúng không? Đó là kế hoạch tốt đẹp của Ngài. Mà nếu như theo con mắt xác thịt của chúng ta thì chúng ta thấy làm sao? Kể cả dân Israel cũng chả nhận biết được cái điều này, nhưng mà ra oan trách làm bằng. Thế thì ngày hôm nay chúng ta có lặp lại cái điều mà dân Israel làm hay không? Chúng ta mỗi đời sống của chúng ta có dính vào những cái điều mà coi như là dân Israel đã mắc hay không? Thế thì chúng ta qua cái bài học này chúng ta phải rút kinh nghiệm, đúng không? Như ở trong một Tê-sa đoạn 5 câu 16 thì nói hãy vui mừng mãi mãi. Câu 17 thì sao? Cầu nguyện không thôi. Câu 18 thì sao? Phàm sự gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ là như vậy, đúng không? Một Tê-sa đoạn 5 câu 16, câu 17 và câu 18. Thế thì mỗi trong hoàn cảnh của chúng ta, thay vì chúng ta tạ ơn Chúa mà chúng ta lại làm bầm oán trách thì ngã rạp trong lòng vắng mà trên hết, giống như dân Israel này, nếu như chúng ta không biết ý muốn tốt lành của Ngài. Đây là cái bài học rất là cao, đúng không ạ? Và chúng ta phải coi như là sao? Suy gẫm, chúng ta phải xem xét để rồi chúng ta thoát ra, cầu xin Chúa thoát ra cái chỗ này, đúng không? Không có thì chúng ta dễ lắm sẽ lao vào tiền bạc, dễ lắm chúng ta sẽ lao vào công việc mà chúng ta quên bỏ như cái ý định của ma quỷ. Pharaoh là một người đại diện cho Satan, đúng không? Nhưng mà nó cũng là cái công việc ích lợi cho Chúa đấy, chứ không phải là không đâu. Đừng có chê, đúng không ạ? Ma quỷ cũng là một ích lợi
khi mà con cái Chúa biết cái công việc của Ngài, biết kế hoạch của Ngài, biết ý định của Ngài cho đời sống của mình. Còn nếu không thì làm sao? Vấp ngã và hư mất. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức, xin Chúa ban cho chúng ta sự hiểu biết để rồi chúng ta luôn vui mừng mãi mãi trong cái sự mà Chúa làm cho chúng ta. Cầu nguyện không thôi, sự gì chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Amen. 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 Amen.